Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng học chữ A nhé. Bé học chữ A. A. Một quả bóng hình chữ A. A. Một miếng bánh hình chữ A. A. Một con hồng hạc hình chữ A. A. Một chữ A biết nhảy. A. A. Nhiều chữ A quá. A. A. Con cá. A. Cái lá. A. Quả cà. A. Số 3. A. Nhà. A. Quả na. A. Con gà. A. Nhiều chữ A quá. A. A. Hôm nay chúng ta đã được làm quen với chữ A rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm theo dõi kênh để nhận thông tin nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!